nay chúng ta cũng cho bò ăn nhé. Chúng ta cho bò ăn quả, dâu da xoan và ăn cỏ nhá. Đầu tiên chúng ta cho dâu da xoan và cho cỏ trước nhá. Đấy, bạn cho ăn cỏ nhá. Bò ăn cỏ các bạn. Dâu da xoan ra để bò ăn nhá. Đúng rồi. Nào ném cả chùm, ném cả chùm. Ném cả chùm đứng xa vào. Đấy đúng rồi, đúng rồi, đứng em đi. Đấy đúng rồi. Chúng ta đứng xa ra để xem bò ăn cỏ không nhá, xem bò ăn quả dâu da xoan không nhá. Bò không ăn cỏ. Nào bạn Vi Xê đây nào. Bò không ăn dâu da xoan rồi. Bò không ăn quả dâu da xoan các bạn ạ. Bò chỉ ăn cỏ thôi. Bò chỉ ăn cỏ thôi. Bò ăn cỏ đi. Bò ăn cỏ đấy các bạn ơi. Bò ăn cỏ đấy. Thì vứt cỏ thêm cho cái món nha. Bò ăn cỏ đi. Đúng rồi, bò chỉ ăn cỏ thôi nhờ. Còn nên đây là quả dâu da xoan sẽ bón không nhá. Đấy. Bò không ăn. Bò không ăn nhờ. Bò chỉ ăn cỏ thôi, bò không ăn quả dâu da xoan đâu mà. Bây giờ à, các bạn nhổ cỏ bây giờ à. Nào, chúng ta vứt cho bò ăn đi. Nào. Đúng rồi, vứt cho bò ăn nhá. Đúng rồi. Bò ăn cỏ đứng xe cho bò nào. Nào bạn đứng xe đây. Bánh xuống. Bò đang ăn cỏ đấy. Bò ăn cỏ đứt tay. Đúng rồi. Các bạn giỏi nhờ. Xem bò ăn cỏ nhá. Các bạn ơi, bò nhà mình đấy. Đúng rồi, bò bạn Vi đi ăn ăn cỏ đấy nhờ. Nhà, đây là nhà bạn Vi đi ăn của nhà Tùng. Ừ. Nhưng nhà bạn Vi điên đây là kia nhà bạn Long Bầu. Đúng rồi. Có đây nhà nhà mình, có đây nhà mẹ mình. Ố, có giếng sao các bạn ơi? Các bạn ơi, hôm nay đúng rồi. Vườn. Một đang ăn đấy. Anh xuống ra tôi hỏi nào. Anh xuống. Trả lời tôi biết con bò tiếng Anh đọc tiếng Anh là gì? Cow. Cow, đúng rồi. Bò sữa là milk cow. Đúng rồi, còn bò sữa đọc là milk cow. Còn nhà bạn kiểu có chuồng chó. Có mắt cái giếng rồi à? Thôi hôm nay chúng ta chơi đây thôi nhá. Tạm biệt các bạn nào để các bạn nào. Thôi hôm nay chúng ta cũng chơi đến đây thôi nhá. Ừ.